Chào mọi người, mình là Vương Trùng Quế. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế để khám phá những cái video về nông nghiệp tuần hoàn và cái nghề trùng quế cũng như những cái lợi ích của nó đối với nông nghiệp bền vững. Và hôm nay tôi xin làm một cái video giới thiệu một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Một sản phẩm có thể nói là đặc thù, được nâng cấp, cải tiến từ những cái sản phẩm chế phẩm sinh học mà năm 2022 mà chúng tôi đã sản xuất. Đó là cái sản phẩm gợi nho đa và gợi chuối. Thì cái sản phẩm năm 2023 này sẽ được nâng cấp một cách toàn diện, tối ưu hóa về mặt kỹ thuật cũng như là cân bằng cân đối cái mức chi phí để làm sao cho ra cái giá thành rẻ nhất cho farm, cũng như là dư ra một lượng rất là lớn để cho bà con khách hàng có thể sử dụng và ứng dụng cho chính cái vườn của mình. Và sản phẩm tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là sản phẩm Alonuchi Pro chuyên dành cho nha đam. Tại sao chúng tôi lại sản xuất cái sản phẩm này thì cũng có một cái lý do. Đó là như mọi người biết, Ninh Thuận á, là một cái tỉnh rất là nhiều nắng và gió, có rất là nhiều loại cây đặc thù như nho, táo, và đặc biệt một cái loại cây thứ ba được công nhận là cái loại cây đặc thù của Ninh Thuận, đó là cây nha đam. Vì cái vấn đề đô thị hóa nên cái vùng nguyên liệu sản xuất nha đam nó cũng đang thu hẹp, nên cái vật liệu nguyên liệu để cho nhà máy chế biến và sản xuất cái nha đam này để xuất khẩu nó cũng bị hạn hẹp đi. Chính vì vậy nên chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cái giải pháp về mặt kinh tế và kỹ thuật để làm sao nhân rộng mô hình nha đam lên, để là nha đam cái cây làm giàu cho bà con, cũng như là cái cây có thể giúp phát triển cái kinh tế nông nghiệp của các công ty đang phát triển cái sản phẩm nha đam xuất khẩu này, đặc biệt là công ty GC Food. Thì chúng tôi đã và đang trồng nha đam cũng như là bao tiêu nha đam của bà con, thì cái phụ phẩm nông nghiệp trong cái quá trình sản xuất tại nhà máy cũng rất là nhiều. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải tìm ra những cái giải pháp tối ưu nhất để có thể là xử lý cái phụ phẩm nha đam này, thứ nhất để làm phân bón, thứ hai là làm những cái chế phẩm sinh học, dinh dưỡng sinh học để làm phun xịt cho cây hoặc là cải tạo đất cũng như là ủ phân. Và sản phẩm này là sản phẩm cao cấp nhất từ cái phụ phế phẩm nha đam mà chúng tôi ứng dụng công nghệ sinh học. Cụ thể ở đây á, đó là sử dụng cái vi sinh vật bản địa IMO4, thì chúng tôi sẽ sử dụng nó để lên men thiếu khí cái chế cơ chất là nha đam, cũng như là dựa vào cái nhu cầu dinh dưỡng của cây nha đam về đạm, lân, kali và những cái chỉ tiêu khác, thì chúng tôi sẽ cân đối với lại cái chế phẩm dinh dưỡng sinh học mà chiết xuất từ cái nha đam bằng cái vi sinh vật bản địa, chúng tôi cân đối và bổ sung vào, thì cuối cùng đã cho ra cái thành phẩm là cái dinh dưỡng sinh học Alonuchi. Alonuchi viết tắt của từ Aloe Vera Nutrients, tức là dinh dưỡng nha đam Pro. Đây là dinh dưỡng, xin nhấn mạnh một lần nữa là dinh dưỡng sinh học chuyên dành cho cây nha đam. Thì trong một thời gian khảo nghiệm và nghiên cứu ứng dụng nội bộ thì hôm nay tôi chính thức cho ra mắt cái sản phẩm này để có thể là tiếp cận được nhiều bà con nông dân, đặc biệt là những người trồng nha đam tự tin hơn với cái sản phẩm nha đam mà họ đang trồng để cung cấp cho nhà máy. Sản phẩm này công dụng là gì? Thì nó là sản phẩm hoàn toàn hữu cơ sinh học tự nhiên, không phải là hóa học. Đấy, được chiết xuất như tôi đã nói hồi nãy là từ cái phụ phẩm nha đam và ứng dụng lên men bằng công nghệ sinh học. Thì sản phẩm này thứ nhất sẽ giúp kích thích ra rễ một cách bền vững. Cây nha đam sẽ ra rễ mạnh thì nó sẽ hút được nhiều dinh dưỡng và nó sẽ hút được nhiều nước, từ đó sẽ phát triển và tăng trưởng mạnh, nhanh và bền vững. Thứ hai, cái hàm lượng kali cũng như là một số cái loại khoáng chất ở trong cái dung dịch dinh dưỡng này sẽ giúp tăng kích thước độ dày của bệ lá. Ví dụ như cây nha đam của chúng ta mà nó bự, nó to nhưng mà cái bệ lá rất là mỏng thì coi như là nhà máy nó cũng không có bao tiêu được, bởi vì đâu có thịt đâu mà nó lấy để nó chế biến những cái sản phẩm khác như là nước giải khát, sữa chua, da ua hay là nước đóng chai vân vân. Đấy, nên cây nha đam to khỏe nhưng không có cái độ dày, không có thịt lá thì nó cũng không có giá trị, nên cái dung dịch dinh dưỡng này sẽ góp phần làm tăng kích thước độ dày bẻ lá một cách bền vững nha mọi người. Tôi xin nhấn mạnh nó là bền vững chứ không phải là kích thích như phân hóa học hay những loại phân hóa vô cơ khác là bung mạnh và xẹp nhanh, là không phải. Đầu tiên, sản phẩm tốt nó phải được sử dụng đúng cách và nó sẽ phát huy được công năng của nó. Cây nha đam nó khỏe, trước tiên nó phải có bộ rễ mạnh đã. Bộ rễ mạnh thì chúng ta mới bổ sung được những cái dinh dưỡng khác, ngoài những cái dinh dưỡng như thế này. Đấy. Ngoài hai cái việc là kích thích rễ và tăng cường phát triển quang hợp và độ dày của bệ lá, thì cái sản phẩm này còn chứa một số cái hợp chất quý, nó chứa cái vi sinh giúp bảo vệ bộ rễ và kháng được một số loại bệnh, đối kháng được một số loại bệnh, cũng như là giúp cây chống lại được một số cái loại vi khuẩn virus gây hại. Đó là những cái công dụng tuyệt vời nhất của sản phẩm này. Ngoài ra thì sản phẩm này là hoàn toàn hữu cơ sinh học và rất là lành tính, rất là an toàn với con người và thân thiện với môi trường. Đấy. Thì về cái tỷ lệ pha, tôi đã đưa hết tất cả về dinh